Kinh doanh là nguyên nhân chính của phần lớn các vấn đề trên thế giới. Bởi khi chúng ta học cách kinh doanh thông thường, thì điều quan trọng nhất chúng ta cần học đó là làm sao để có lợi nhuận cao nhất. Để có lợi nhuận cao nhất, thì chúng ta phải giảm chi phí. Để giảm chi phí, chúng ta phải giảm chất lượng của sản phẩm. Ví dụ, nếu chúng ta làm kem để bán, để làm kem thì bình thường chúng ta cần các nguyên liệu tốt, kem, sữa tươi, đường loại tốt, nhưng làm thế thì giá sẽ cao. Vì thế, để có lợi nhuận cao nhất, chúng ta phải dùng nguyên liệu kem giả, đường loại siro ngô có chứa nhiều fructose, không phải loại đường tốt vì nó nghèo dinh dưỡng hơn, nhưng nó rẻ hơn. Vậy đấy, đó là cách làm trong kinh doanh. Thế thì, khi chúng ta mua được kem với giá rất rẻ, thì chất lượng đã bị giảm. Rồi nhiều khi người ta thêm những chất mà không phải là thực phẩm vào, như là chất bảo quản hay là phẩm màu, hương vị nhân tạo. Những thứ đó không phải là thực phẩm, không phải thứ mà cơ thể con người cần. Nhưng chúng ta phải thêm vào để đánh lừa rằng món kem này có mùi thơm, vị ngon, màu đẹp. Kinh doanh đã được làm theo cách như thế. Đó là lý do vì sao kinh doanh gây ra biết bao vấn đề. Nó đã gây ra rất nhiều vấn đề về môi trường trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã xả ra mọi thứ, xả rác hoặc những chất độc hại ra sông. Chúng ta đã làm nhiễm độc nước, nhiễm độc đất. Chúng ta phá hết rừng để trồng cọ lấy dầu, trồng sắn, trồng ngô. Bởi vì đó là cách để giảm chi phí. Đó là cách để có lợi nhuận nhiều nhất. Chúng tôi đã suy nghĩ về việc kinh doanh gây ra nhiều vấn đề như thế nào trong một thời gian dài. Chúng tôi bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào để kinh doanh theo cách công bằng và có ích cho mọi người. Bởi vì việc kinh doanh mà chúng ta thường thấy bây giờ không phục vụ con người. Hầu hết các công việc kinh doanh hiện nay khiến người ta phục vụ tiền. Chúng ta làm việc vì tiền, chứ không phải làm việc cho chúng ta. Chúng tôi đã suy nghĩ tìm giải pháp. Làm thế nào để đổi sang cách làm kinh doanh mới? Để kinh doanh phục vụ con người nhiều hơn. Chúng tôi đã thử nhiều cách. Cho đến năm 2013, có một doanh nhân tên là Piché. Ông là một doanh nhân chuyên thu mua lúa của nông dân, xay sát thành gạo và bán. Đó là việc kinh doanh chính của ông. Và rồi đến một năm thì ông suy nghĩ về những người nông dân làm việc rất vất vả, nhưng lại không có thu nhập tốt trong cả đời họ. Họ bán lúa gạo rất rẻ. Mặc dù họ phải làm việc rất nhiều, đầu tư rất nhiều. Nhiều năm, người nông dân bị mất mát nhiều trong việc làm nông. Khi họ bán nông sản giá rất rẻ, thì họ không trụ nổi. Thế nên, hầu hết nông dân đều không muốn con cái họ lại làm nông. Đó là lý do tại sao số nông dân đang giảm xuống nhanh chóng ở khắp nơi trên thế giới. Bởi vì nếu bạn là nông dân, thì điều đó nghĩa là bạn nghèo, không có tiền. Thế thì,
khi con cái của những người nông dân đi ra thành phố mong kiếm việc làm tốt hơn, có một cuộc sống mới, thì con cái họ phải mua thực phẩm rất đắt đỏ ở thành phố để ăn. Nông dân làm việc vất vả nhưng thu nhập kém. Còn những người lao động ở thành thị thì làm việc vất vả nhưng phải mua thực phẩm giá cao để ăn. Như thế không công bằng. Thế là ông Piché bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để kinh doanh công bằng cho mọi người. Ông đã đến gặp tôi và tiến sĩ Wewat. Tiến sĩ Wewat là người đã làm việc cùng vua Bhumibol trong nhiều năm. Vua Bhumibol đã dạy về cách làm kinh tế tự lực tự chủ và ông cố gắng thúc đẩy mọi người thực hiện những gì ông dạy vào thực tế. Tiến sĩ Wewat đã đi cùng vua trong suốt 11 năm và ông nhận thấy rằng không có nhiều người đáp ứng với những gì ông vua đã dạy, mặc dù những điều đó rất tốt. Thế là ông đã dừng công việc đó, trở về quê nhà và bắt tay thực hiện ý tưởng làm kinh tế tự lực. Ông đã khôi phục mảnh đất của mình, mảnh đất cằn cỗi do nhiều năm trồng mía đã biến đất trở thành đất chết. Ông đã phục hồi mảnh đất đó, đến nay đã trở thành một khoảng rừng rộng lớn. Và ông cũng phát triển biết bao nhiêu là kỹ thuật để giúp người ta tự lực được tốt hơn. Và bây giờ, chỗ của ông trở thành một trung tâm học tập. Ông mở ra nhiều chi nhánh khắp Thái Lan. Ông trở thành người thầy dạy chúng tôi và rất nhiều người khác về kinh tế tự lực. Ông là người hiểu biết về kinh tế tự lực hơn bất kỳ người nào khác trên toàn Thái Lan hiện giờ. Thế thì, khi ông Piché gặp tôi và tiến sĩ Wewat, cùng với nhau chúng tôi nói nhiều về chủ đề này. Cuối cùng thì chúng tôi đã quyết định thành lập một công ty tên là Time to Rakit, nghĩa là kinh doanh công bằng. Chúng tôi muốn việc kinh doanh công bằng cho mọi người. Thế thì công ty này khác với những công ty thông thường, bởi chúng tôi bán cổ phần cho nông dân, bán cổ phần cho người tiêu dùng, bán cổ phần cho nhà phân phối, bán cổ phần cho người chủ máy sát. Tất cả những ai trong vòng thực phẩm này đều có thể mua cổ phần. Và khi chúng tôi bán cổ phần, bất cứ ai mua cổ phần từ chúng tôi cần phải qua tập huấn trước để cùng hiểu rằng khi bạn mua cổ phần đầu tư vào công ty chúng tôi thì đừng trông đợi lợi nhuận cao nhất. Chúng tôi muốn kinh doanh công bằng với tất cả mọi người. Chúng tôi muốn có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận đó phải công bằng. Vậy là chúng tôi tập huấn để tất cả mọi người cùng hiểu giống nhau. Và chúng tôi tập huấn cho nông dân phát triển hướng làm nông theo cách giảm đầu tư, tăng sản lượng theo cách mà không dùng hóa chất. Đó là mục tiêu chính. Và tất cả nông dân khi tham gia vào công ty này đều phải qua tập huấn 9 bước để có cuộc sống tự cung tự chủ. 9 bước để có cuộc sống tự cung tự chủ đó là làm cho chúng ta có đủ trước. Đầu tiên là chúng ta cần có đồ ăn ngon trước. Chúng ta cần có nơi ở tử tế trước. Chúng ta cần có đồ dùng. Chúng ta cần có môi trường tốt lành. Và rồi, nếu chúng ta có dư hơn phần mình cần, thì chúng ta chia sẻ cho người khác. Và rồi nếu chúng ta có nhiều hơn thế nữa, thì chúng ta đem dự trữ, bảo quản để dùng trong những lúc nguy cấp. Nếu chúng ta còn nhiều hơn sau đó thì chúng ta đem bán. Nếu chúng ta không thể tự bán hết, thì chúng ta liên kết với nhau và giúp nhau bán hàng. Đó là những bước mọi người cần theo trong tập huấn. Thế là khi mọi người đến tập huấn, họ quay trở về và bắt đầu làm theo cách này. Họ làm ra thực phẩm với chi phí thấp, nhưng sản lượng thu hoạch cao. Ngay cả khi họ bán cùng mức giá trên thị trường với những sản phẩm thông thường như gạo hoặc nông sản nói chung mà trồng theo cách thông thường, thì với mức giá như vậy, người nông dân làm theo cách được tập huấn, họ vẫn ok.
từ kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi muốn mức giá thực phẩm hữu cơ của chúng tôi rất gần với giá thực phẩm loại thông thường. Chúng tôi biết điều này là có thể làm được. Chúng tôi muốn những người nông dân được trả tiền nhiều hơn. Thế nên, dù rằng họ bán sản phẩm với giá tương đương với sản phẩm loại thông thường, thì họ vẫn sống được. Nhưng chúng tôi vẫn mua sản phẩm của họ với giá cao hơn một chút. Và chúng tôi bán ra với mức giá thấp hơn so với gạo hữu cơ trên thị trường thông thường một chút. Rau hữu cơ cũng vậy. Bởi vì chúng tôi không tập trung vào lợi nhuận cao nhất. Chúng tôi tập trung vào con người. Chúng tôi muốn mọi người đều có đồ ăn ngon lành. Và từ kinh nghiệm của chúng tôi thấy mọi thứ vận hành tốt theo cách này. Thế thì, cách làm ở đây đó là chúng tôi tập huấn cho nông dân làm nông theo kỹ thuật đó là trồng đa dạng nhiều loại. Đừng trồng chỉ một thứ và không dùng hóa chất. Đối với chúng tôi, hữu cơ không phải là chỉ trồng ngô và không dùng hóa chất. Kể cả bạn không dùng hóa chất, thì với chúng tôi đó vẫn không phải là hữu cơ. Với chúng tôi, hữu cơ còn phải là trồng nhiều loại, ít nhất là 30 loại. Bởi chúng ta cần trồng cho mình ăn trước, sau đó còn dư thì đem cho người khác, hoặc đem bán sau đó. Như vậy, đó là đường hướng và phương pháp của chúng tôi khi làm việc với nông dân. Chúng tôi có thể làm ra sản phẩm hữu cơ với giá thấp hơn so với sản phẩm hữu cơ thông thường. Đến giờ thì chỉ bằng một nửa thôi. Nhưng trong tương lai chúng tôi còn có thể giảm xuống nữa. Chúng tôi vẫn có lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận đó phải công bằng. Đó là đường hướng của công ty chúng tôi. Những người nông dân họ có thể mua cổ phần. Họ không cần phải có nhiều tiền mới mua được. Chúng tôi không muốn ai mua với một lượng tiền lớn. Chúng tôi chia mỗi người mua một lượng nhỏ, cổ phần nhỏ, nhưng nhiều người mua cổ phần cùng nhau. Chúng tôi có nhiều tiền hơn theo cách này. Nông dân có thể mua 1 đến 2 cổ phiếu, 1 đến 2 cổ phần, mỗi cổ phần giá $3. Vậy, nếu bạn có $3, bạn mua được một cổ phần và bạn có thể tham gia cùng chúng tôi. Và nếu công ty có lợi nhuận, thì bạn cũng có. Như vậy ở đây chúng ta muốn người bình thường cũng có thể sở hữu công ty. Chúng tôi muốn những người ở trong vòng thực phẩm đến cùng nhau và biết nhau. Biết đồ ăn đến từ đâu và chúng ta có thể giúp nhau như thế nào, chia sẻ với nhau như thế nào. Làm thế nào chúng ta có thể khiến hệ thống thực phẩm công bằng cho mọi người. Đó là đường hướng chính. Công ty chúng tôi giống với hợp tác xã. Dù bạn mua nhiều cổ phần, bạn cũng chỉ có một phiếu biểu quyết. Bạn không thể có quyền biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần như cách thông thường. Và chúng tôi cũng không đưa công ty của chúng tôi lên sàn chứng khoán. Chúng tôi muốn nó thuộc về mọi người, những người dân bình thường, không phải những người nhiều tiền. Và năm nay thì công ty chúng tôi có cuộc họp và chúng tôi đã quyết định mua một khu resort nghỉ dưỡng. Có một resort tên là Champhon Cabana. Lúc đó đang chuẩn bị bán đấu giá thì chúng tôi tích lũy được nhiều tiền trong năm nay nên chúng tôi đã mua được. Và hiện chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng việc kinh doanh từ thực phẩm thêm sang mảng resort và kinh doanh giáo dục. Chúng tôi muốn resort này trở thành một trung tâm nguồn về phát triển bền vững mà mọi người có thể đến học. Học cách sống theo cách lành mạnh, bền vững cùng với nhau. Thế thì chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng chúng tôi có thể gom tiền từ nhiều người.
Chúng tôi cố gắng không để bị lệ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Chúng tôi cố gắng ra khỏi hệ thống tiền thông thường. Bởi vì hệ thống tiền thông thường thì giống như một cái bẫy. Khi bạn vào đó rồi thì rất khó thoát ra. Thế nên chúng tôi cố gắng không vay tiền ngân hàng để đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Chúng tôi chỉ huy động tiền từ các thành viên, từ nhiều người. Lượng tiền nhỏ từ nhiều người dồn lại sẽ thành lượng tiền lớn. Đó là cách chúng tôi độc lập. Nếu chúng tôi vay tiền ngân hàng, thì ngân hàng sẽ kiểm soát chúng tôi. Nếu chúng tôi mượn tiền từ trong vòng chúng tôi, thì chúng tôi có thể đến cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, quyết định cùng nhau, làm cùng nhau. Năm nay đã được 7 năm. Chúng tôi đã bước vào năm thứ 7 của doanh nghiệp Time to Rocket, kinh doanh công bằng. Doanh nghiệp mà chúng tôi đã nỗ lực xây dựng. Nhưng chúng tôi cảm thấy đây là công việc vui thích nhất để mà làm khi nghĩ tới kinh doanh. Mọi người thường nghĩ, kinh doanh thì áp lực lắm, tôi chẳng muốn nói đến đâu. Nhưng công ty của chúng tôi thì lại rất vui. Chúng tôi không có áp lực gì cả. Chúng tôi chỉ đến cùng nhau, chia sẻ, tham gia cùng và làm việc cùng nhau. Như vậy, đây là một cách mới để làm kinh doanh. Tôi nghĩ thế. Và cũng thật là vui. Chúng tôi đã học được cách rồi. Và tôi nghĩ không lâu nữa chúng tôi sẽ mở rộng. Đến giờ công ty Time to Rocket kinh doanh công bằng mới khởi sự được, tất cả mới có 6-7 năm. Mà giờ chúng tôi đã sở hữu một resort. Chúng tôi có gạo bán trên thị trường, có chợ nông dân. Chúng tôi có nhiều sản phẩm bán trên thị trường rồi. Và mọi người đều đến tham gia cùng nhau. Nông dân, người tiêu dùng, nhà phân phối. Mọi người đến cùng nhau như một gia đình. Vui lắm. Kinh doanh không cần phải nguy hiểm. Doanh nghiệp của bạn không cần phải gây hại cho con người, gây hại cho môi trường thiên nhiên. Chúng tôi muốn làm kinh doanh mà khiến môi trường được duy trì bền vững hơn. Và việc kinh doanh đó thân thiện hơn với bản thân chúng tôi, với mọi người và với môi trường. Chúng tôi muốn việc kinh doanh tự nó phát triển bền vững mà không phá hủy cái gì cả, không gây ra vấn đề gì cả. Làm thế nào để chúng ta ít gây vấn đề trên trái đất này với việc kinh doanh? Đó là đường hướng chúng tôi muốn thực hiện. Và trong công ty này, chúng tôi không có nhiều nhân viên. Chúng tôi dùng rất nhiều tình nguyện viên. Thế thì khi mọi người mua cổ phần từ chúng tôi, họ hay đến làm tình nguyện viên. Bởi vì họ thích được học những gì chúng tôi đang làm. Họ thích giúp. Họ muốn ủng hộ cho chí hướng làm thực phẩm sao cho công bằng với tất cả mọi người. Nuôi trồng ra thực phẩm theo cách phát triển bền vững. Thế thì đến nay, chúng tôi có khoảng 6.000 người mua cổ phần của chúng tôi. Chúng tôi là một gia đình khá là lớn rồi. Chúng tôi rất gần gũi nhau. Hầu hết mọi người đều tham gia tập huấn, nên mọi người biết rõ nhau và cùng chung cách hiểu. Thế thì chúng tôi hy vọng sẽ có thể phát triển mô hình này, cách làm này cho nhiều doanh nghiệp nữa. Chúng tôi muốn có thêm nhiều doanh nghiệp như thế, bởi vì sẽ làm ích cho nhiều người. Như là, bây giờ chúng tôi đã mua khu resort Champon Cabana. Là một resort lớn ở đây, chúng tôi đã mua được. Nếu chúng tôi không mua, thì nó sẽ thuộc về một vài gia đình hoặc một gia đình. Thì khi có lợi nhuận đó đổ về một gia đình thôi. Còn khi công ty chúng tôi mua resort này, nếu có lợi nhuận thì lợi nhuận đó đi đến 6.000 người. Như vậy, đây là cách để chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Thế thì, khi chúng ta làm kinh doanh theo cách này, ngày càng có nhiều người được lợi. Và rồi, những nguồn lực hoặc tiền sẽ không chất thành đống lớn ở một nhóm ít người, mà được giải ra cho mọi người. Thế thì chúng tôi
Hy vọng trong tương lai chúng tôi có thể mở rộng thêm việc kinh doanh và sẽ có nhiều người nữa giúp chúng tôi.